Con lạy Thi Thánh Nguyễn Du, con lạy Đức Vua Từ Hải, con lạy Sư Giải Giác Duyên, con lạy Thiên Tiên Thúy Kiều. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hương, con xin mượn 4 câu thơ của Thi Thánh Nguyễn Du để tham vấn về cuộc đời tương lai của con. Con xin các ngài hiển linh ứng vận cho con biết được tương lai và tình duyên của con. Ở đó mà lưu chuyện hả? Nó không có làm gái mà nó làm đĩ. Kiếm hồng phận bèo mây chữ chữ ấy cũng có. Thành hoa rơi, về đâu quay.